Dù không thuộc hình mẫu đại mỹ nữ với thân hình quyến rũ, nhưng Trương Nhược Nam lại từng bước chinh phục khán giả bởi vẻ ngoài thanh thuần. Cùng diễn xuất dễ chịu, cô nàng được ví von là Bạch Nguyệt Quang trong lòng nhiều khán giả yêu phim Hoa ngữ. Trước kia, người xem chỉ cảm thấy rung động bởi gương mặt trong sáng với nụ cười tỏa nắng nhưng họ lại không thể nhớ tên của cô. Nhưng giờ đây Trương Nhược Nam đang bắt đầu tìm thấy hào quang của mình trong thế hệ diễn viên nữ sinh sau 1995 tại Cbiz. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị về Trương Nhược Nam nhé! Trương Nhược Nam sinh năm 1996 tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Thời tiểu học, do ba mẹ của cô kinh doanh tại Thạch Gia Trang nên cô học hết bậc tiểu học tại đây. Năm 2015, Trương Nhược Nam thi đỗ đại học và theo học tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Hàng Châu. Bởi vì có niềm đam mê chụp ảnh nên cô nàng thường xuyên đăng tải một số hình ảnh chân dung của mình lên trang Weibo cá nhân. Sở hữu nhan sắc trong trẻo, tươi tắn, lúc bấy giờ nghe theo lời gợi ý của một người bạn, Trương Nhược Nam đã đăng ký tham gia một cuộc thi hoa khôi vườn trường có quy mô tương đối lớn. Cô dừng chân ở top 30 của cuộc thi ấy. Sau đó, tình cờ một cửa hàng đã tìm đến Trương Nhược Nam, ngỏ ý mời cô làm người mẫu. Cô gái nhỏ bắt đầu những bước đi cơ bản, tìm hiểu thêm về các sản phẩm của họ rồi quyết định thử sức với lĩnh vực mới. Khi hoàn thành, cô nàng nhận được thù lao 5.000 tệ, đây cũng là số tiền cô kiếm được đầu tiên trong đời. Nối tiếp cơ duyên này, Trương Nhược Nam liên tục nhận các cơ hội làm mẫu ảnh. Hành trình bén duyên với nghiệp diễn xuất. Gia nhập giới giải trí không sớm không muộn, không có nền tảng chính quy nhưng Trương Nhược Nam đang từng bước tiến xa hơn trên con đường diễn xuất. Năm 2017, Trương Nhược Nam bất ngờ nhận được tin nhắn mời cô đóng vai nữ phụ từ đoàn phim điện ảnh Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, một bộ phim về đề tài bạo lực học đường, do Nhậm Mẫn đóng chính. Đối với bất cứ ai nhận được lời mời đóng phim, còn là phim điện ảnh hẳn sẽ rất phấn khích và khó lòng từ chối. Riêng Trương Nhược Nam lại rất e dè, đắn đo, luôn đấu tranh tâm lý và không vội nhận lời. Trước sự e ngại và chần chừ của cô, đoàn phim đã tìm cách để liên hệ trực tiếp với Trương Nhược Nam. Cuối cùng cô nàng cũng mạnh dạn gật đầu đồng ý, duyên phận với nghề diễn viên mở ra mặc dù cô không xuất thân từ trường lớp chính quy. Trong Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, Trương Nhược Nam thủ vai Cố Sâm Tương, chị em song sinh với Cố Sâm Tây do Tân Vân Lai thủ vai. Nhân vật Cố Sâm Tương là cô bé học sinh trung học hiền lành, ngoan ngoãn và dịu dàng. Thế nhưng, do bạn cùng lớp cố tình gài bẫy hãm hại người khác đã khiến Sâm Tương gặp sự cố ngoài ý muốn, rơi từ lầu cao xuống và không qua khỏi. Sự việc đáng tiếc này đã vô tình khiến cô bạn dịch giao của hai anh em Cố Sâm Tương và Cố Sâm Tây dính vào rắc rối lớn, cô bị mọi người cô lập, dè bỉu và bị bạo lực học đường liên tục, cuối cùng dịch giao vì quá trầm ức mà cũng chọn kết thúc cuộc đời theo cách đau đớn nhất. Khi công chiếu vào tháng 9 năm 2018, bộ phim đã lấy đi nước mắt của vô số khán giả, trở thành một trong những tựa phim điện ảnh đề tài bạo lực học đường tạo nên tiếng vang lớn. Tuy chỉ đóng vai phụ nhưng gương mặt trong trẻo, tràn ngập hơi thở thanh xuân của Trương Nhược Nam vẫn thành công để lại ấn tượng khó quên trong lòng người xem. Vai diễn đầu tay đã giúp cho hành trình theo đuổi nghề diễn viên của Trương Nhược Nam tương đối suôn sẻ. Sau vai diễn đầu tay ấn tượng, Trương Nhược Nam nhanh chóng nhận được lời mời đóng chính trong một vài web drama nhỏ như Ai cũng khao khát được gặp em nên duyên cùng Trương Chiết Hạn. Sau đó, cô tiếp tục tham gia vào đoàn phim Sư Gia Xin Tự Trọng, đóng chính cùng Trương Hạo Duy. Bắt đầu từ năm 2020, Trương Nhược Nam chăm chỉ tham gia đóng phim, xuất hiện đều đặn trên màn ảnh qua các vai diễn lớn nhỏ cả ở lĩnh vực truyền hình lẫn điện ảnh. Phần lớn các vai diễn đều có thiết lập tương thích cao với ngoại hình xinh xắn, trong veo của cô nàng. Từ gương mặt đến phong thái, Trương Nhược Nam mang đến cảm giác của một cô gái nhỏ dịu dàng, mong manh nhưng cũng đầy gai góc, mạnh mẽ và tràn trề nhựa sống. Những vai diễn điện ảnh ấn tượng. Khởi đầu sự nghiệp bằng một vai diễn điện ảnh, Trương Nhược Nam quả thật có duyên với màn ảnh rộng hơn hẳn so với mảng phim dài tập. Sau Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông, bộ phim Nếu Âm Thanh Còn Ghi Nhớ công chiếu năm 2020 đã tiếp tục giúp cô gặt hái thêm nhiều thành công và đón nhận thêm nhiều tình cảm yêu mến từ đông đảo khán giả trẻ. Nhờ lợi thế ngoại hình và lối diễn tự nhiên, có hồn, có khả năng kiểm soát biểu cảm gương mặt, Trương Nhược Nam đã hóa thân trọn vẹn vào nữ chính Cát Trạch. Đây là một cô gái có tính cách trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ngọt ngào, hoạt bát và lạc quan. Cô không may mắc phải bệnh trầm cảm, Cát Trạch luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người nhưng thực chất sâu thẳm trong tâm hồn cô là vô số những vết thương đang rỉ máu. Cảm giác mệt mỏi, tuyệt vọng luôn xâm chiếm tâm trí của cô. Quá trình chuyển biến tâm lý nhân vật Cát Trạch không đơn giản. Để thể hiện trọn vẹn, diễn viên cần phải nắm bắt và thấu cảm về hoàn cảnh, tâm lý cũng như các hành động, biểu hiện của người đang mắc chứng trầm cảm. Từ một mình âm thầm cắn răng chịu đựng cho đến lúc can đảm nói ra bệnh của bản thân nhưng rồi phải đối mặt với hiện thực phũ phàng không ai thấu hiểu cho.
từ nảy sinh ý định nhảy sông tự tử cho đến dần được chữa lành. Trương Nhược Nam đã mang đến một cát trạch độc nhất đầy xúc động. Khi xem, khán giả đã không thể kìm nén nước mắt cũng như dành cho nhân vật sự đồng cảm mãnh liệt. Bộ phim Nếu Âm Thanh còn ghi nhớ trở thành tác phẩm tiêu biểu, gắn liền với tên tuổi của Trương Nhược Nam. Các mọt phim đến giờ vẫn còn nhớ đến cát trạch và luôn dành những lời khen ngợi về gương mặt xinh xắn đầy thiện cảm cũng như diễn xuất lôi cuốn của cô nàng. Tiếp đó, vào năm 2021, phim điện ảnh Hôn Lễ Của Em bất ngờ tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mọt phim Hoa ngữ. Trong bộ phim này, Trương Nhược Nam sánh đôi cùng Mỹ Nam Đài Loan là Hứa Quang Hán. Màn hợp tác mùi mẫn như thật và quá xúc động của cặp đôi đã chạm đến vô số trái tim khán giả. Hôn Lễ Của Em kể về mối tình dài 15 năm thanh xuân tươi đẹp nhưng cũng đầy tiếc nuối giữa Vưu Vịnh Từ do Trương Nhược Nam thủ vai và Châu Tiêu Tề do Hứa Quang Hán thủ vai. Cả hai đã cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ có hạnh phúc, có khó khăn nhưng vui vẻ, êm ấm bên nhau. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tiêu Tề đã phải lòng cô hoa khôi học giỏi Vưu Vịnh Từ. Những tháng năm trung học chán ngắt của Châu Tiêu Tề cũng vì có Vưu Vịnh Từ mà trở nên tốt đẹp hơn. Trải qua nhiều biến cố, hai người ở bên nhau nhưng chỉ vì một lần lầm lỡ mà Châu Tiêu Tề vĩnh viễn mất đi Vưu Vịnh Từ. Để rồi, ngày hôn lễ của Vưu Vịnh Từ lại chính là ngày lễ trưởng thành của Châu Tiêu Tề. Mặc dù bộ phim nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều cho nội dung kịch bản nhưng doanh thu phòng vé tại Trung Quốc vẫn thắng đậm, thu về 789 triệu nhân dân tệ. Diễn xuất của cặp đôi chính không có gì phải phàn nàn nhưng chỉ đáng tiếc rằng câu chuyện trong phim có quá nhiều tình tiết gây ức chế và tiếc nuối cho khán giả. Cuối năm 2023, Trương Nhược Nam đảm nhận nữ chính của phim điện ảnh Cửa Hàng Ánh Sáng. Phim lấy bối cảnh ở cuối một con hẻm sâu, một cửa hàng ánh sáng quanh năm sáng đèn, nơi có một người chủ bí ẩn, cẩn thận lau từng bóng đèn, với đủ loại khách hàng vô tận. Y tá Hứa Niệm do Trương Nhược Nam thủ vai và bạn trai Trịnh Mãn do Bạch Vũ Phàm thủ vai mới chuyển đến một căn hộ gần cửa hàng. Cô dần dần phát hiện ra rằng trong lòng mỗi người ở đây đều có một bí mật không thể nói ra. Trong một đêm giông bão, cô bước vào một cửa hàng đèn chiếu sáng cuối con hẻm, câu trả lời dần được hé lộ. Với nửa đầu kinh dị và nửa sau ấm áp, bộ phim đã thành công dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Nhờ các vai diễn thành công trên màn ảnh rộng, Trương Nhược Nam đã có một thực tích khá ấn tượng ở mảng điện ảnh. Cô cũng đang là sao nữ có doanh thu phòng vé cao nhất thế hệ nữ diễn viên sinh sau năm 1995 của màn ảnh Cbiz. Vượt lên tư tưởng bảo thủ của gia đình. Xinh đẹp, giỏi giang lại có ngoại hình đậm chất tiểu thư là như thế, nhưng ít ai ngờ được rằng Trương Nhược Nam lại có xuất thân nghèo khó. Nhà cô ở một vùng quê nhỏ của Chiết Giang, Trung Quốc, có đến 4 chị em gái. Gia đình luôn hy vọng cô có thể chăm sóc và lo cho các em ăn học. Trương Nhược Nam từng chia sẻ tất cả số tiền cô kiếm được đều dùng để phụ giúp gia đình. Cô cũng từng tâm sự trong một show truyền hình rằng, lúc nhỏ, tên của tôi là chữ Nam trong từ nam giới bởi vì người lớn trong nhà rất thích con trai. Nhất là bà nội, bà rất thích bế cháu trai, kết quả lại là sinh ra tôi. Lúc Trương Nhược Nam còn chưa đến 20 tuổi đã bị mẹ kéo đi xem mắt hai lần. Mẹ cô còn nói rằng, đến lúc 30 tuổi sẽ không ai cần cô nữa. Trương Nhược Nam chia sẻ bản thân rất may mắn và rất khát khao trở thành một diễn viên. Đây không chỉ là đam mê của cô mà còn giúp cô không bị ràng buộc bởi tư tưởng trọng nam kinh nữ và phải kết hôn sớm theo yêu cầu của gia đình. Không ít người hâm mộ sau khi yêu thích và tìm hiểu về Trương Nhược Nam mới ngỡ ngàng nhận ra cô nàng sở hữu lượng fanboy rất hùng hậu. Cư dân mạng nhận xét, con trai thích Trương Nhược Nam nhiều như con gái thích Hứa Quang Hán đều không thể cưỡng lại được. Nhan sắc và khí chất thanh thuần tựa như một nàng thơ, đúng chuẩn tình đầu của Trương Nhược Nam được ví như một dòng suối trong trẻo giữa giới giải trí hào nhoáng. Từ khi debut cho đến nay, Trương Nhược Nam chưa từng cố ý đi theo một lối mòn nhất định. Nữ diễn viên trẻ luôn chú tâm học tập, rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Cô nàng rất hiếm khi vướng phải những scandal, ồn ào không đáng có. Chính vì vậy, cô ngày càng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, hy vọng cô sẽ tiến xa hơn. Chăm chỉ hoạt động hơn ở mảng truyền hình. Năm 2021, Trương Nhược Nam tham gia phim truyền hình Nữ Hiệp Cơ Trí, phim xoay quanh câu chuyện trưởng thành của bốn cô gái trong suốt 4 năm đại học. Bốn cô gái đến từ 4 nơi khác nhau, mỗi người mang một tính cách riêng. Họ cùng trải qua những năm tháng đại học, tạo nên những kỷ niệm vui vẻ và đầy ý nghĩa. Qua những va chạm và trải nghiệm, họ hiểu rõ hơn về nhau, trở thành những người bạn thân thiết trong hành trình trưởng thành. Cùng năm, Trương Nhược Nam còn có vai phụ Vưu Na đầy ấn tượng trong phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý do Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính. Năm 2022, nữ diễn viên có màn hợp tác với nam thần Hồ Nhất Thiên trong bộ phim Dân Quốc Bằng Lan Nhất Phiến Phong Vân Khởi. Phim là câu chuyện kể về những thăng trầm của tầng lớp trí thức trong giai đoạn kháng Nhật những năm 1937 đến 1945. Trong phim, Trương Nhược Nam vào vai Mạnh Hải,
một cựu giảng viên tại trường Y Đại học Quốc gia Bắc Kinh, đã bất chấp nguy hiểm để hộ tống các sinh viên trẻ đến Trùng Khánh. Năm 2023 vừa qua, Trương Nhược Nam đã có hai bộ phim dài tập ra mắt khán giả là Người Tình Hệ Chữa Lành, đóng chính cùng La Vân Hy, và Soi Sáng Cho Em, hợp tác với Trần Vĩ Đình. Hai bộ phim đều nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Đầu năm 2024, cô nàng tiếp tục tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim Ngôn Tình Anh Cũng Có Ngày Này, đóng chính cùng Trần Tinh Húc. Cặp đôi vi rùa đẹp tràn màn hình đã tạo nên rất nhiều gia vị hài hước, đường mật cho khán giả. Bên cạnh đó, khán giả cũng đang rất mong chờ vai diễn cổ trang của cô nàng trong siêu phẩm cổ trang Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Trúc Nghiệp. Chỉ qua vài phân cảnh ngắn ngủi trong trailer, nhưng tạo hình và nhan sắc của Trương Nhược Nam đã khiến mọt phim không khỏi suýt xoa và trông ngóng từng ngày. Sắp tới, khán giả còn được gặp Trương Nhược Nam trong dự án Khó Dỗ Dành đóng cùng Bạch Kính Đình. Khó Dỗ Dành vốn có nguyên tác truyện tranh được hàng triệu khán giả Trung Quốc yêu thích, đứng top một trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình hiện đại. Do đó, phim gây chú ý ngay từ khi mới quay. Với những hình ảnh được chụp tại trường quay, tạo hình và nhan sắc của Trương Nhược Nam được đánh giá khá giống với nữ chính Ôn Dĩ Phàm trong nguyên tác, càng khiến người hâm mộ mong chờ. Tin rằng, sự cố gắng của Trương Nhược Nam sẽ giúp cô nàng ngày càng được biết đến, yêu mến nhiều hơn. Trong tương lai, ắt hẳn khán giả sẽ được thưởng thức nhiều vai diễn đặc sắc hơn từ cô nàng vừa xinh xắn, đáng yêu lại hiền lành, chăm chỉ này. Bạn có ấn tượng như thế nào về cuộc đời và sự nghiệp của Trương Nhược Nam? Hãy để lại bình luận để chia sẻ với mọi người nhé! Và nếu cảm thấy video này thú vị thì hãy nhấn một like cho video cũng như đăng ký cho kênh của chúng mình nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!